Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của Mr. Zero, kênh bóng đá vui nhộn. Chúng tôi tổng hợp tất cả những tình huống và những bàn thắng đẹp ngây ngất đến những pha cười ra nước mắt của các siêu sao trên sân cỏ. Và các bạn cũng đừng quên bấm subscribe kênh YouTube Live Fanpage bóng đá hài hước để nhận ngay những thông tin mới nhất đến từ Mr. Zero các bạn nhé. Đăng ký hội viên Mr. Zero để nhận ngay các ưu đãi cực cool, livestream với MC xinh đẹp, mini game tặng áo đấu và còn nhiều ưu đãi hấp dẫn khác. Đăng ký ngay nhận quà liền tay. Thủ môn là những người quan trọng bảo vệ khung thành đội nhà. Tuy nhiên ở những tình huống không ngờ đến, người đảm nhận vị trí thủ môn lại bị chấn thương hoặc phạm lỗi dẫn đến việc bị trút quyền thi đấu. Lại trớ trêu thay, ban huấn luyện không thể thay thủ môn dự bị và đó là lý do những người gác đền bất đắc dĩ xuất hiện. Hôm nay hãy cùng chúng tôi điểm qua một số cầu thủ làm thủ môn bất đắc dĩ để lại ấn tượng với khán giả tốt cầu nhất. Lucas Ocampos trong trận Sevilla thắng Eibar 1-0 ngày 7 tháng 7 ở vòng 34 giải vô địch Tây Ban Nha mùa vừa rồi đã xuất hiện một người gánh team vĩ đại, đó chính là Lucas Ocampos. Trong trận đấu này, Lucas Ocampos ra sân trong đội hình chính, đá ở vai trò tiền đạo cánh phải và ghi bàn mở tỷ số cho Sevilla. Phút 100, một sự cố đã xảy ra khi thủ môn Thomas Vazquez bên phía Sevilla bị chấn thương khá nặng và không thể tiếp tục thi đấu, trong khi Sevilla đã thay hết 5 cầu thủ theo quy định. Huấn luyện viên Julen Lopetegui đã bất đắc dĩ phải chỉ đạo Ocampos xỏ găng thay thế Vazquez trong khung gỗ. Áp lực ngay lập tức ập xuống khung thành Sevilla ở những phút bù giờ mà đỉnh điểm là ở pha bóng hỗn loạn phút 90-11. Thủ môn Eibar là Marko Dmitrovic liên tham gia tấn công và có cơ hội dứt điểm nguy hiểm ở khoảng cách chỉ vài mét nhưng không thắng nổi phản xạ cực nhanh của đồng nghiệp Lucas Ocampos. Chính Jesus Navas sau đó đã kịp phá bóng trên vạch vôi khung thành Sevilla, bảo đảm chiến thắng mong manh cho Sevilla. Harry Kane là tiền đạo đẳng cấp hàng đầu thế giới, liên tiếp ghi bàn vào lưới đối thủ. Song đã có khoảnh khắc ngôi sao tuyển Anh đành cúi đầu bất lực nhìn đối phương lập công vào khung thành anh đang trấn giữ. Đó là lần chạm trán với Asteras Tripoli ở Europa League năm 2014, khi Kane bất đắc dĩ trở thành thủ môn sau khi Lloris bị đuổi khỏi sân. Trong lần đầu tiên làm chuyện ấy, Harry Kane đã để thủng lưới ngay trong cú sút đầu tiên của đối thủ. May mắn, Tottenham vẫn giành chiến thắng 5-1. John Terry. Trong một trận đấu tại vòng 8 ngoại hạng Anh mùa giải 2006-2007, Chelsea gặp Reading, cả Peter Cech lẫn Carlo Cudicini đều dính chấn thương trong trận và trung vệ John Terry đã xỏ găng làm thủ môn bất đắc dĩ, qua đó giúp đội bóng giành chiến thắng 1-0. Lindo Cabrera. Trong trận đấu với Osasuna hồi tháng 3 vừa rồi, ở phút 83, khi đang bị dẫn bàn, thủ môn Diego Lopez của Espanyol còn phải nhận thẻ đỏ vì bắt bóng ở ngoài vòng cấm. Do Espanyol đã hết quyền thay người nên trung vệ Lindo Cabrera đã trở thành thủ môn bất đắc dĩ và Cabrera đã có 10 phút làm người gác đền và giữ sạch lưới. Kyle Walker, nữ sân thành Manchester làm khách trên sân của Atalanta tại Champions League vào rạng sáng ngày 7 tháng 11 năm 2019. Khi tỷ số đang là 1-1, thủ môn Claudio Bravo của Man City nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 81. Trước đó, thủ môn Ederson bị đau và đã rời sân. Kyle Walker bất đắc dĩ phải vào sân để trấn giữ khung thành. Cầu thủ này có pha cản phá thành công cú sút phạt của đối thủ dù phải mất tới 2 nhịp. Chung cuộc, Walker cùng đồng đội bảo toàn tỷ số 1-1. Cosmi Moti, hậu vệ Cosmi Moti đã trở thành người hùng của câu lạc bộ Ludogorets khi ghi bàn thắng quyết định và cản phá thành công hai cú sút luân lưu giúp đội nhà loại Steaua Bucharest ở trận lượt về vòng playoff Champions League năm 2014.
Đây là lần đầu tiên Ludogorets góp mặt ở vòng đấu bảng Champions League, nên chắc chắn cái tên Moti, thủ môn bất đắc dĩ này vẫn được các cổ động viên của câu lạc bộ này nhớ mãi. Aussie. Ở trận gặp Tottenham trên sân White Hart Lane năm 2007, Aussie đã làm thủ môn bất đắc dĩ do Edwin van der Sar dính chấn thương trong bối cảnh Man United đã hết quyền thay người. Và rồi tất cả đều trầm trồ với khả năng bắt gôn của Aussie. Khi hậu vệ này thi đấu xuất sắc, trong đó cản phá thành công một tình huống đối mặt, góp công lớn giúp Quỷ Đỏ thắng Spurs 4-0 chung cuộc. Quế Ngọc Hải. Những phút cuối trận gặp Indonesia trên sân Mỹ Đình tại AFF Suzuki Cup, Nguyên Mạnh nhận thẻ đỏ từ trọng tài Trung Quốc Phu Minh. Trung vệ Quế Ngọc Hải phải thay thế đồng đội bảo vệ cầu môn. Trong vai trò bất đắc dĩ, Ngọc Hải chủ yếu chỉ sử dụng chân. Phút 96, sự lỏng lẻo của hàng thủ Việt Nam tạo điều kiện cho Ferdinand thoát vào cấm địa, buộc Ngọc Hải phải phạm lỗi, giúp Indonesia có cơ hội ghi bàn từ chấm đá phạt 11m. Đây có lẽ là một trận đấu đáng quên của trung vệ này. Rodrigo Palacio. Trong trận đấu với Verona ở Cúp Italia 2012, Inter Milan đã buộc phải chọn một cầu thủ về thay thế vị trí của thủ môn chính Castellozzi, người buộc phải rời sân vì chấn thương. Lý do là Inter lúc đó đã sử dụng hết quyền thay người. Cuối cùng thì tiền đạo Rodrigo Palacio là người được lựa chọn. Trong khoảng 15 phút làm thủ môn bất đắc dĩ, anh tỏ ra khá tự tin, thậm chí còn có một pha cản phá xuất sắc. Dani Alves. Dani Alves phải làm thủ môn đóng thế ở những phút cuối cùng của trận đấu PSG gặp Sochaux tại Cúp Quốc gia Pháp 2018. Trước đó, thủ thành Kevin Trapp bị thẻ đỏ vì cản phá tiền đạo Thomas Robinet của Sochaux bên ngoài vòng cấm. Vì PSG hết quyền thay người, hậu vệ kỳ cựu người Brazil phải xỏ găng đứng vào khung thành thay thế Trapp dù chiều cao khiêm tốn 1,72cm. Thời gian ít ỏi còn lại không đủ để Sochaux có thể tận dụng lợi thế khi đang bị Paris Saint-Germain dẫn 1-4. Phil Jagielka. Thủ môn Paddy Kenny bị chấn thương trong trận đấu giữa Sheffield United và Arsenal năm 2006 và hậu vệ Phil Jagielka đã làm thay nhiệm vụ trấn giữ khung thành đội nhà. Và thủ môn bất đắc dĩ này đã xuất sắc giữ trọn vẹn khung thành trong 30 phút cuối trận và không để thủng lưới bất kỳ bàn thắng nào. Cầu thủ người Anh đã liên tiếp làm nản lòng các chân sút Arsenal để mang về chiến thắng 1-0 cho Sheffield United. Philip Melo. Philip Melo ghi tên mình vào lịch sử Galatasaray khi giữ vai trò thủ môn thay cho đồng đội Fernando Muslera bị đuổi khỏi sân trong trận đấu giữa Elazığspor và Galatasaray năm 2012. Anh đã có pha cản phá khiến các thủ môn chuyên nghiệp cũng phải trầm trồ và qua đó giúp Galatasaray giành trọn 3 điểm với chiến thắng tối thiểu 1-0 ngay trên sân khách. Vừa rồi là hình ảnh một số thủ môn bất đắc dĩ trong bóng đá. Dù họ có tỏa sáng hay mắc sai lầm ở vị trí mới, thì những cái tên này cũng đã tạo được ấn tượng khó quên trong lòng người hâm mộ túc cầu. Còn bạn thì sao? Hãy chia sẻ cảm nghĩ ở phần bình luận bên dưới video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.